Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Ông Trump đã thắng, MAGA đã thắng, cộng hòa chiếm luôn cả lưỡng diện quốc hội Hoa Kỳ là thượng diện và hạ diện. Vậy những gì sẽ xảy ra kế tiếp cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ? Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị một số các thông tin để chia sẻ với nhau. Tuy nhiên trước hết xin được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho. Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Nếu quý vị cần vốn để mở rộng kinh doanh, mua bất động sản, thương mại hoặc cần vốn để mở rộng doanh nghiệp của mình, nếu quý vị bị ngân hàng từ chối, gọi hoặc nhắn tin B Area Lending 408 726 0004. Chúng tôi cho vay từ 50.000 cho đến 20 triệu Mỹ Kim. Nếu quý vị có dự án cần vay vốn, hãy gọi hoặc nhắn tin cho chúng tôi. Chúng tôi cho vay trên 50 tiểu bang, không quan trọng quý vị đang kinh doanh loại hình nào. Các ngành B Area Lending tài trợ không giới hạn bao gồm nhà hàng 100% SBA loan, Trạm xăng, kỹ thuật, công ty khởi nghiệp Nếu có gì có bất kỳ câu hỏi nào Hãy gọi hoặc nhắn tin B Area Landing 408-726-0004 726-0004 726-0004 Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh giao, đó bao tử Mệt mỏi, kinh niên, nám sạm da Hay các căn bệnh mạng tính khác Là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở Và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó Bioemature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất Bio là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brom. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. Bio Emachu 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi, dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Bio Emachu bình an đến cho mọi nhà, thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bán con chân chơi gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1800 338 4121. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose 408 293 5900. Thưa quý vị, ông Trump thắng, MAGA thắng, Cộng hòa đã thắng tại lưỡng diện quốc hội Hoa Kỳ, thắng luôn cả tòa Bạch Ốc và thậm chí thắng luôn cả tối cao pháp diện. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Thưa quý vị, Thanh Tùng có thấy ở trên trang uh, tiếng Việt của BBC, BBC Việt Ngữ, á, có một bài viết rất hay. Rất hay, bài viết vừa giải thích vì sao đảng Dân Chủ thất bại giải thích vì sao ông Trump và MAGA chiến thắng. Và rồi, phân tích luôn những gì có thể sẽ xảy ra trong những tháng ngày sắp tới. Đây chỉ là bài viết mang ý kiến cá nhân của một người. Nhưng Thanh Tùng muốn chia sẻ với quý vị bởi vì bài viết này có thể sẽ giải đáp phần nào ưu tư của rất nhiều người. Những người đang hân hoan hồ hởi, phấn khởi trước chiến thắng của ông Trump cũng như những người đang đau buồn, phẫn nộ và vẫn chưa chấp nhận sự thật là đảng dân chủ thất bại thảm hại trong kỳ bầu cử vừa qua. Bài viết có thể sẽ đáp ứng được phần nào những thắc mắc, những câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa có câu trả lời. Bài viết của Hokin Nguyễn viết từ California và gửi đăng trên trang web BBC tiếng Việt sau đây. Bài viết có tựa đề MAGA đã thắng, tiếp theo là gì? Ông Donald Trump và đảng Cộng hòa đang có một kỳ bầu cử áp đảo trước các đối thủ như đảng Dân Chủ. Phong trào làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại gọi tắt là MAGA đã thắng thế. Vậy tiếp theo sẽ là gì? Trong một buổi vận động tranh cử của ông Derek Trần thuộc đảng Dân Chủ tại vùng dịnh San Francisco, tôi có đặt ra câu hỏi ông có thấy rằng đảng Dân Chủ không còn đại diện cho tầng lớp lao động Mỹ hay không? Ông Derek Trần trả lời rằng đảng Dân Chủ có hậu thuẫn mạnh từ các nghiệp đoàn, nên ông không nghĩ rằng điều tôi đặt ra là đúng. Ông Derek Trần tranh cử làm dân biểu liên bang khu vực 45 miền Nam California. Buổi vận động tranh cử hôm đó có khoảng 30 người, đa số là người Mỹ, gốc Việt. Có khoảng 5 người không phải là người Mỹ, gốc Việt, một trong số năm người đó nói riêng với tôi rằng ông tin nhận xét của tôi đưa ra là đúng và đó là điều đáng buồn. Nhận xét này không phải mới đây mà rất lâu rồi, mà không phải chỉ của riêng tôi. Vào năm 2016, một dân biểu Quốc hội Liên bang Mỹ thuộc đảng Dân Chủ có nói rằng đảng này đã trở thành đảng có tầng lớp tinh hoa ở hai bờ biển Đông và Tây Hoa Kỳ. Sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố vào sáng sớm ngày 6 tháng 11 năm 2024, trong đó ông Donald Trump thắng bà Kamala Harris và sẽ là tổng thống thứ 47. Nghị sĩ Bernie Sanders từ tiểu bang Vermont nói rằng đảng Dân Chủ đã trả giá khi bỏ rơi tầng lớp lao động Mỹ. Ông Bernie Sanders đã từng ra tranh cử dưới màu áo của đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử sơ bộ năm 2016 và thất bại. Những phân tích sau bầu cử cho thấy rằng việc tầng lớp lao động bầu cho ông Trump là một khuynh hướng tiếp tục diễn tiến từ năm 2016. Khuynh hướng này bắt đầu bằng khẩu hiệu mang tính dân túy nổi tiếng trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump vào năm 2016, đó là Tôi yêu những người kém học hành. Nguyên văn lời của ông Trump bằng tiếng Anh ấy, là I love the poorly educated. Tôi yêu những người kém học hành lời của ông Trump. Vào năm 2020, khuynh hướng này khẩn lại, có thể là do 4 năm cầm quyền nhiều náo loạn, cộng với việc kiểm soát dịch COVID tệ hại của chính quyền Donald Trump. Bây giờ khuynh hướng ấy lại tiếp tục. Điều tệ hại đối với đảng Dân Chủ là số cử tri ruột của họ một thời, là lớp lao động gốc người da đen, người Latin giảm nhiều. Có thể, nguyên nhân làm cho đảng Dân Chủ thất bại nặng nề trong năm 2024 là phức tạp, khó phân tích cặn kẽ. Có thể cách dẫn động tranh cử của ông Donald Trump dựa trên việc chống nhập cư, phân biệt chủng tộc, loan tin thất thiệt, chẳng hạn như tung tin di dân người Haiti ăn thịt chó mèo, hay chính quyền Biden lấy tiền cứu trợ bảo lục cho di dân bất hợp pháp, đã thúc đẩy nỗi sợ hãi của đông đảo dân chúng Mỹ. Từ đó, người ta bầu cho ông khá đông người da màu nhập cư, nhưng người gốc Latin và Việt Nam. Bầu cho Donald Trump nhờ những khẩu hiệu chống nhập cư như vậy. Người ta cho rằng đó là một hiệu ứng tâm lý ở tầng lớp bị chấn thương tinh thần. Họ muốn quên đi cái gốc nhập cư bị cho là thấp hèn trong các khẩu hiệu chống nhập cư với mong muốn mình thuộc về người Mỹ không nhập cư. Bây giờ thì cho Thanh Tùng được dừng lại. Chia sẻ thêm về cái ý này Tại ý này hay quá Người ta cho rằng đó là hiệu ứng tâm lý Ở tầng lớp bị chấn thương tinh thần Họ đây là những người nhập cư Họ đây là những di dân Họ bị chấn thương tinh thần Họ muốn quên đi cái gốc nhập cư Bị cho là thấp hèn Có đúng vậy không quý vị? Có đúng vậy không? Chứ riêng cá nhân Thanh Tùng và Thanh Tùng đã gặp khá nhiều Những người di dân như vậy kể cả đó là những di dân gốc việt và kể cả những di dân gốc latin họ đến đây bằng diễn di dân họ đến đây bằng con đường dược biên dược biên nhập xâm nhập vào một quốc gia nào đó trước khi được hợp pháp hóa làm giấy tờ định cư tại một nước thứ ba thì có phải chúng ta là di dân bất hợp pháp hay không khi mà di dân những người dược biên mà tấp vào đảo ở Phi Luật Tân, ở Thái Lan, ở Nam Dương, ở Mã Lai hay kể cả Đài Loan đi nữa. Chúng ta đâu có giấy tờ đâu mà nhập cư vào những vùng đó. Ai cho phép? Chúng ta chỉ là những người dược biên trốn chạy cộng sản. Và chúng ta có phải là đã đến đảo đó, bất kỳ đảo nào đó với hy vọng tìm đến bến bờ tự do nhưng ngay giây phút chúng ta đến đảo đó chúng ta không có giấy tờ gì hết thì có phải là bất hợp pháp không chứ còn gì nữa nhưng rất nhiều di dân gốc việt hiện nay sau khi họ đã trở thành công dân mỹ hãnh diện với cái passport màu xanh dương của mỹ thì chính họ lại là những người chống di dân mà nhất là di dân bất hợp pháp mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn cả những người sanh ra ở Mỹ. Mạnh mẽ hơn cả những người là công dân Mỹ chính gốc. Chúng ta chỉ là những công dân Mỹ từ thông qua con đường thẻ xanh nhập cư vào Mỹ thành di dân. Sau đó có thẻ xanh từ thẻ xanh dơ tay tuyên thệ đủ thời gian làm công dân Mỹ. Vậy mà những di dân này họ chống các di dân lậu khác mạnh mẽ hơn cả dân mỹ và thậm chí thanh tùng có nhìn thấy rất nhiều di dân việt nam của mình sau khi trở thành công dân mỹ rồi họ ủng hộ hai tay hai chân khi nhìn thấy các đồng hương gốc việt của mình bị cảnh sát di trú tới bắc đem đi và trục xuất về việt nam thì những di dân gốc việt trở thành công dân mỹ này vỗ tay ăn mừng tí nó trùng với đúng với cái câu được giải thích nghe rất là văn hoa đây là hiệu ứng tâm lý ở tầng lớp bị chấn thương tinh thần họ muốn quên đi cái gốc nhập cư bị cho là thấp hèn trong các khẩu hiệu chống nhập cư với mong muốn mình thuộc về người mỹ tôi đã là công dân mỹ tôi muốn quên cái gốc nhập cư di dân của tôi cho nên tôi ủng hộ việc chống di dân và trục xuất di dân đến cùng và đó là lý do họ những di dân họ bỏ phiếu cho ông thuần bài viết còn nhiều điều chi tiết và thú vị lắm thanh tùng tiếp tục đọc có gì nghe sau ít phút quảng cáo Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Thanh Tùng đang mang đến quý vị một bài viết của một tác giả sống thịt tiểu bang Cali viết cho trang BBC Tiếng Việt. Có thể giải đáp phần nào lý do vì sao đảng Dân Chủ thua thảm hại? Vì sao ông Trump thắng áp đảo trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua? Giải đáp phần nào một số các thắc mắc của cả những người ủng hộ bên thắng lẫn những người ủng hộ bên thua? Tuy nhiên, trước khi mình đến quý vị phần tin chi tiết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Ta về nhớ Huế mộng mơ, nhớ tô bún Huế ra liền sông Hương, mênh mang thổn thức cồn cào, gọi liền bánh nậm ít ram, bánh bèo. Quý bà con ở Cali hay bất cứ nơi đâu muốn cảm nhận hương vị quê hương qua tô bún bò Huế đậm tình miền Trung, xin mời đến với bún bò Huế sông Hương, một địa chỉ đáng tin cậy, nơi phục vụ các món ăn đặc sản miền Trung chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị bún bò Huế sông Hương, tòa lạc tại 929 Story Road, suite 2018 San Jose, trong khu Việt Nam Thao, bên hồng Walmart, điện thoại 408 549 3195. Đặc biệt chúng tôi đang có chương trình promotion phở chỉ có 12 đồng 99, bún bò Huế 15 đồng 95, bún bò Huế sông Hương trân trọng kính mời. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm mềm Nado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Quý vị có bối rối về việc tái chế không? Đây là ba mẹo để tái chế sạch ở San Jose. 1. Hãy tái chế những nhựa ghi nhãn số 1 đến 5 và số 7. Bỏ nhựa số 6 và các vật dụng khác ghi nhãn để phân hủy và thùng rác. 2. Chút hết toàn bộ và vết sạch các hộp trước khi tái chế. 3 tìm hiểu những gì có thể tái chế trên San Jose tái chế.org Ở phần 1 Thanh Tùng Dừa đọc có vị nghe một phần của bài viết, trong đó đặc biệt kết phần 1 là cái nhìn của những di dân, ngày xưa họ là di dân, bây giờ đến Mỹ trở thành công dân Mỹ, họ muốn quên đi cái nguồn gốc của mình. Họ muốn được hòa vào với dòng chính, họ tự tin rằng tôi bây giờ là công dân Mỹ, tôi là người Mỹ tôi muốn quên đi cái gốc di dân và thấy là họ ủng hộ cho những chính sách thẳng tay mạnh tay đối phó với các di dân bất hợp pháp và đó là lý do họ dồn phiếu cho ông Trump. Bây giờ bài viết tiếp tục như sau. Bên cạnh đó, đảng Cộng hòa đã thành công trong việc làm cho dân chúng bất bình chuyển giật giá gia tăng. Dù rằng nền kinh tế Mỹ hiện nay đang vận hành tốt nhất trên thế giới, Phục hồi sau đại dịch Covid-19 Đại đa số cử tri không quan tâm tới chuyện lý do của lạm phát trong giai đoạn phục hồi kinh tế Mà người ta chỉ quan tâm tới việc so sánh giá trứng gà hiện nay với giá trứng gà của 4 năm về trước Đoạn này rất hay và rất thật, đúng như vậy Dân chúng hiện bây giờ họ đang cảm thấy rất bất bình, bất mãn, thậm chí là giận dữ Khi họ nhìn thấy giật giá cứ tiếp tục tăng ngày này qua tháng nọ lạm phát xảy ra gia dẫn mặc dù tăng tiền lời lên ở mức cao nhất trong bao nhiêu năm mà vẫn không làm chậm được đà lạm phát làm ăn mỗi ngày một khó khăn dân chúng họ phẫn nộ và họ cần có người để phải chịu trách nhiệm cho sự trì trệ kinh tế và người phải chịu trách nhiệm đó chính là đảng cầm quyền đương nhiệm đó là chính quyền của ông Biden và bà Kamala Harris. Đa số dân chúng họ không có rảnh để tìm hiểu là tại sao lạm phát xảy ra. Và họ không, không có rảnh để họ nhìn thấy xa hơn là tình trạng lạm phát này xảy ra trên toàn cầu, không riêng gì nước Mỹ, kể cả quê nhà Việt Nam. Tình hình kinh tế trì trệ, nó nó u ám cả thế giới. Từ Hoa Kỳ sang tới châu Âu, châu Mỹ, châu Á và Việt Nam, không riêng gì nước Mỹ. Đại đa số dân Mỹ họ không có rảnh, họ nhìn xa như vậy, nhìn sâu như vậy họ cũng không rảnh để họ nhìn thấy rằng lạm phát mà tăng. Lạm phát tăng thì bây giờ phải đối phó với lạm phát bằng cách là phải làm giảm đi mức tiêu dùng của người dân thì mới làm cho lạm phát giảm. Nhưng nếu làm giảm đi sự tiêu dùng của người dân thì sẽ làm hại tới nền kinh tế. Mà lạm phát này xuất phát từ đâu? Từ đại dịch Covid-19. Vì lạm phát này nó tệ ở chỗ thường lạm phát xảy ra là khi cung nó ít mà cầu thì nhiều. Đó là khi lạm phát xảy ra, cung ít thì giá cả sẽ tăng. Còn lần này sau đại dịch của vị, cung vẫn có không bị ít đi, mà cầu thì vẫn nhiều. Và để đối phó với tình trạng lạm phát này nó vất vả hơn, nó phức tạp hơn để giải quyết so với những lạm phát bình thường khác. Làm sao để ngăn lạm phát mà đừng để cho kinh tế bị thiệt hại? Đó là bài toán vô cùng khó của bất kỳ chính phủ nào, quốc gia nào. Bài toán khó của ngân hàng dự trữ liên bang. Giảm được lạm phát xuống mức như hiện nay là phải chấp nhận cái giá thương đau là nền kinh tế bị trì trệ. Thế nhưng người dân Mỹ, đại đa số, họ không rảnh, họ lo kiếm cơm mỗi ngày, kiếm tiền trả tiền biêu. Đâu có rảnh đâu mà ngồi nghỉ xa như vậy. Thành ra họ giận dữ là có lý do họ bất mãn là có lý do trời ơi bây giờ tôi khổ quá tôi làm ăn quán xá tôi nó ế e quá trời ơi, ai chịu trách nhiệm cái chính quyền đương nhiệm này chứ ai dẹp nó đi không có bầu nó nữa bầu cho ai mới mẻ đó là tâm lý mà người dân mỹ đang trải qua thời gian gần đây có đúng gì không có gì và đó là khi ông trump xuất hiện như là một vị cứu tinh cho nền kinh tế trì trệ tôi sẽ giúp có gì Tôi sẽ giúp vực lại nền kinh tế. Tôi sẽ giúp quý vị giảm giá tiêu dùng xuống. Tôi sẽ giúp quý vị một kinh tế tốt hơn. Bầu cho tôi khi mà tình hình nó ảm đạm, nó đau thương, thê thảm như vậy. Có một vị cứu tinh xuất hiện thì sao quý vị? Không bầu cho ổng, bầu cho ai? Thì bài viết này nhắc lại cái thực tế đó chỉ bằng một đoạn đơn giản Thì Thanh Tùng phải giải thích cho quý vị. Đó. Đại đa số cử tri bây giờ đó thì họ bất bình chuyện giật giá gia tăng dù rằng nền kinh tế nước Mỹ hiện nay đang vận hành tốt nhất trên thế giới và phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đại đa số cử tri không quan tâm tới chuyện lý do có lạm phát trong giai đoạn phục hồi kinh tế, mà người ta chỉ quan tâm tới việc so sánh giá trứng gà hiện nay với giá trứng gà của 4 năm về trước. Thậm chí đại đa số cử tri tầng lớp bình dân đang hưởng lợi từ bảo hiểm, sức khỏe Obamacare cũng không biết rằng phúc lợi ấy do đảng Dân Chủ tạo ra. Đảng Dân Chủ thất bại nặng nề trong việc tạo dựng hình ảnh thành công kinh tế của mình trong mắt cử tri. Những phân tích sau bầu cử cho thấy khuynh hướng nghiêng về phía hữu của nước Mỹ diễn ra khắp nơi, kể cả những nơi là thành trì của giới cấp tiến như là California và New York, dù ít hơn. Thế nên, những thông điệp mà đảng Dân Chủ thúc đẩy như là nữ quyền, trong đó có quyền phát thai hay là bình đẳng sắc tộc hay là chủ nghĩa nhân văn đón nhận người tị nạn, người nhập cư từ các quốc gia nghèo đã không được hưởng ứng. Tức là phái cấp tiến mà trong đó có đảng dân chủ xem như là người đại diện đã thất bại trong một cuộc chiến văn hóa. Mô hình văn hóa xã hội cấp tiến rất được hưởng ứng ở các tiểu bang giàu mạnh như California, New York đã không được phần bảo thủ nghèo khó của nước Mỹ hưởng ứng trong đó có các tiểu bang được xem là dằn co trong cuộc bầu cử vừa qua. Trong hơn 15 năm sống tại Mỹ, tôi có hai lần rong ruổi qua nhiều tiểu bang ở xứ sở rộng lớn này, mỗi lần đến các tiểu bang miền Nam, lần khác xuyên qua liên bang từ bờ đông sang California. Trong số hàng chục tiểu bang mà tôi đi qua đó, nổi lên rất rõ sự nghèo khó tàn tạ của các tiểu bang do đảng Cộng hòa liên tục cầm quyền mấy chục năm nay, như là West Virginia, Nơi có số người nghiện ngập ma túy hàng đầu ở nước Mỹ, như là tiểu bang Mississippi, nơi được xem là nghèo nhất nước Mỹ hay là Missouri, rất tương phản với sự sung túc của các tiểu bang do đảng dân chủ cầm quyền như California, New York, Illinois, Washington hay Massachusetts. Đó là một nghịch lý khó có lời giải đáp. Điều có thể dễ trả lời hơn là sự suy tàn của ngành công nghiệp chế tạo và khai mỏ ở Mỹ đã làm hàng triệu người tầng lớp lao động Mỹ nghèo đi. Do họ mong muốn thay đổi họ tin vào những lời hứa của Donald Trump rằng ông sẽ tạo ra sự thay đổi sự suy tàn này có nguyên nhân từ toàn cầu hóa từ chủ nghĩa tư bản toàn cầu mà nước Mỹ là kẻ tiên phong các ngành công nghiệp chế tạo khai mỏ chuyển sang các quốc gia có giá nhân công rẻ làm cho hầm mỏ nhà máy công nghiệp nặng ở Mỹ bị đóng cửa hàng loạt Mỹ vẫn là quốc gia giàu có nhất thế giới dựa trên các ngành dịch vụ tài chính công nghệ sáng tạo tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn hẳn công nghiệp nặng và khai mỏ. Mỹ hưởng lợi rất nhiều từ toàn cầu hóa và cũng bị trọng thương từ chính sách toàn cầu hóa đó. Nhưng câu hỏi hiện nay là liệu Donald Trump và chính phủ tới đây của ông có thỏa mãn mong đợi của những người lao động, poorly educated theo lời ông, đã bầu cho ông hay không? Hứa là một chuyện trong lúc tranh cử, thực hiện được hay không là chuyện khác khi cầm quyền. Nhiệm kỳ 4 năm trước đây của ông Donald Trump đã chứng minh điều đó. Điều ông đã thực hiện trong thời gian 2016 tới 2020 là cắt thuế cho tầng lớp giàu có với suy luận là số tiền họ không đóng thuế sẽ đi vào đầu tư tạo công ăn việc làm mới. Điều đó đã không xảy ra nha quý vị, vì không dễ để mà xảy ra. Hậu quả của 4 năm đó là tầng lớp trung lưu Mỹ đóng thuế nhiều hơn, giới giàu có thì càng giàu thêm. Điều nghịch lý trong phong trào MAGA tức là Make America Great Again làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của Donald Trump là nó nắm quyền nhờ vào lá phiếu bầu của tầng lớp lao động nhưng giới hưởng lợi lại là các đại tài phiệt Hoa kỳ. Ngay sau khi kết quả bầu cử 2024 được công bố đã có rất nhiều thông tin được đưa ra về sự tham gia chính quyền của tầng lớp đầu cơ thị trường tài chính và chứng khoán. Thưa quý vị uh, liệu ông Trump sẽ giữ lời hứa của mình như thế nào? Như khi mà ông dẫn động tranh cử Ông Trump và các đồng minh Cộng Hòa Của ông tới đây sẽ nắm quyền Họ sẽ làm gì để thay đổi Những gì được xem là tồi tệ ở nước Mỹ Thưa quý vị, vừa rồi là một phần trong bài viết Của tác giả Hawking Nguyễn viết từ California Gửi đến cho trang BBC Việt Ngữ Quý vị có thể vào đọc chi tiết hơn, đầy đủ hơn Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Hẹn gặp quý vị Hot News với Thanh Tùng vào ngày mai.